Ngày hôm nay tại Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn Thừa Thiên Huế tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm ân cần của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan trung ương đến chính quyền, đồng bào, chiến sĩ các tỉnh miền Trung, đặc biệt là những gia đình có cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ, người bị chết do thiên tai, lũ lụt gây ra. Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang trong công tác triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đợt thiên tai cũng thấy được tinh thần tương thân tương ái của đồng bào, nhân dân ta đã chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, trong gần một tháng qua, tại 6 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã chịu ảnh hưởng trực tiếp 3 cơn bão 5, 6, 7 và 2 đợt áp thấp nhiệt đới, gây ra 2 đợt mưa lớn kéo dài, tổng lượng mưa phổ biến trên 1.000mm. Lũ lớn đặc biệt lớn xuất hiện trên 16 tuyến sông trên khu vực, gây ngập lụt trên phạm vi rộng, làm gần 317.600 hộ trên 1,2 triệu người tại 427 xã thuộc 6 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Cùng với đó, trên tuyến núi cũng đã xảy ra 268 điểm sạt lở, trong đó có một số điểm sạt lở nghiêm trọng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành các địa phương miền Trung đã huy động tổng lực, triển khai đồng bộ các biện pháp với tinh thần trách nhiệm cao, đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình mưa lũ và những thiệt hại trên địa bàn. Về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngay khi lũ bắt đầu rút, các địa phương đã tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực thực phẩm, nước uống cho người dân vùng trọng điểm ngập lụt, vùng bị chia cắt, tạm ứng ngân sách tỉnh phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố cứu trợ khẩn cấp. Hiện nay các tỉnh đang chủ trọng cung cấp nước sạch sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, xử lý vệ sinh môi trường, hệ thống các trường học, trạm y tế để nhanh chóng đưa học sinh trở lại trường, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho dân. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhận mạnh đây là một đợt lũ lụt lịch sử, nhưng cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với sự tham gia của nhiều lực lượng phương tiện nên đã giảm được thiệt hại. Đảng, Nhà nước biểu dương chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đã giảm được thiệt hại thiên tai. Qua đợt bão lũ này, cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thì các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân cả nước đã chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn. Chúng ta phải nhanh chóng để đảm bảo cuộc sống bình thường của nhân dân các tỉnh miền Trung trong vùng lũ lụt. Các bộ ngành trung ương, kể cả công an, quân đội, các bộ có chức năng, có trách nhiệm cụ thể để hỗ trợ cho vùng lũ, từ giống má cho đến cung cấp điện lực, bổ sung kinh phí, bổ sung thuốc men, tăng cường lực lượng khám chữa bệnh. Một tinh thần là không được để người dân thiếu đói dịch bệnh, không được để người dân màn trời chiếu đất và trẻ em sớm đến trường học. Cần phải rút kinh nghiệm sau đợt lũ này những thứ gì? Ứng dụng công nghệ. Ngoài cái công nghệ đối phó với sạt lở đất ra thì điện thoại thông minh thông tin đến người dân kịp thời hơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu cùng với khắc phục thiên tai cần cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế của đất nước.